Gạo nứt, thần dược cứu tinh cho người tiểu đường tiếp 2, càng ăn đường huyết càng giảm bất ngờ. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong video của ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ ai trong số chúng ta cũng đã từng được nếm thử quả gạo nứt, loại gạo đem lại nhiều giá trị cho sức khỏe của con người. Được biết, gạo nứt là loại gạo chỉ xay bỏ vỏ trấu và chưa bị sát vỏ lớp cám bên ngoài. Đây là loại gạo rất giàu chất dinh dưỡng, vitamin, chất xơ và chỉ số đường huyết cũng thấp hơn rất nhiều so với gạo trắng thông thường. Chính vì vậy, các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân tiểu đường nên ăn gạo nứt thay thế gạo trắng trong thực đơn hàng ngày. Tại sao các bác sĩ lại khuyên người bệnh như vậy? Và cách dùng cũng như nấu gạo nứt ra sao để phát huy tối đa công dụng trị bệnh tiểu đường của nó? Ngay sau đây, hãy cùng Khỏe Đẹp Tự Nhiên tham khảo video dưới đây để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này quý vị nhé! Gạo nứt, thần dược cứu tinh cho người tiểu đường tiếp 2, càng ăn đường huyết càng giảm bất ngờ. Gạo lứt là một loại gạo nguyên hạt trước khi được tinh chế nên chứa nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng. Gạo lứt cũng có chỉ số glycemic thấp hơn so với gạo trắng. Điều đó có nghĩa là nó sẽ không làm lượng đường trong máu tăng lên nhanh chóng. Gạo lứt dành cho người tiểu đường thường mang ý nghĩa rất lớn bởi nó sẽ giúp kiểm soát đường trong máu tốt hơn. Theo đánh giá của các chuyên gia dinh dưỡng, gạo lứt là lựa chọn hoàn hảo trong chế độ ăn uống của người tiểu đường. Tác dụng của gạo lứt với người tiểu đường. Chế độ ăn cho người bệnh tiểu đường có nghĩa là lựa chọn thực phẩm một cách khôn ngoan và gạo lứt là lựa chọn phù hợp với kế hoạch bữa ăn của bạn. Trong đó, gạo lứt là một loại hạt gạo nguyên chất có hương vị tự nhiên, là một sự thay thế lý tưởng cho cơm trắng có lượng carbon hydrate cao. Sự gia tăng đột biến của bệnh tiểu đường type 2 trong những năm trở lại đây đã buộc nhiều người phải thay đổi chế độ ăn kiêng từ các thực phẩm chủ yếu có trong ngũ cốc đến các loại carbon hydrate tinh chế cao như gạo trắng và các loại tinh chế. Một nhóm các nhà nghiên cứu tại trường y tế cộng đồng Harvard đã tiến hành nghiên cứu thay đổi màu sắc của gạo từ màu trắng sang màu nâu để có nhiều chất dinh dưỡng hơn. Theo nghiên cứu, trong 100g gạo lứt có chứa 218 calo, 4,5g protein, 77,24g carbon hydrate và 1,6g chất béo, chứa 3,5g chất xơ, 143mg magie. Những dưỡng chất có trong gạo lứt có tác dụng ngăn chặn tình trạng rối loạn mỡ máu, ổn định huyết áp, phòng chống bệnh tim mạch. Theo đó, mỗi chén gạo lứt nấu chín là lựa chọn hoàn hảo trong bữa ăn dành cho bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, gạo lứt có thể được tiêu thụ thay thế cho các loại thực phẩm có nhiều chất bổ khác như gạo trắng hoặc khoai tây để có một bữa ăn cân bằng cho người muốn giảm béo. Tương tự, các nhà nghiên cứu của nhóm công tác chuyển đổi dinh dưỡng và dịch tễ toàn cầu đã tiến hành nghiên cứu tại Thượng Hải, Trung Quốc vào năm 2008 để xem liệu người tham gia có thể chuyển chế độ ăn từ gạo trắng sang màu nâu, gạo lứt. Nghiên cứu nhóm này đánh giá nhận thức và chấp nhận ăn gạo nâu ở 32 người trưởng thành ở Trung Quốc và xem xét tính khả thi của việc đưa gạo nâu vào chế độ ăn kiêng. Hầu hết người tham gia là người tiêu thụ gạo trắng hàng ngày và chỉ một số ít người đã từng thử gạo lứt trước đây. Trước khi nếm, hầu hết người tham gia cho biết gạo nâu kém hơn gạo trắng về khẩu vị và chất lượng. Tuy nhiên, sau khi nếm gạo nâu và học về giá trị dinh dưỡng của nó, đa số cho thấy sự sẵn sàng tiêu thụ gạo nâu lớn hơn. Được biết, nghiên cứu thí điểm GNET hiện đang được tiến hành ở 8 quốc gia khác như Ấn Độ, Costa Rica, Kenya, Kuwait, Mexico, Nigeria, Puerto Rico và Tanzania để đánh giá ảnh hưởng của việc thay thế ngũ cốc nguyên hạt bao gồm gạo lứt cho các tinh bột carbon hydrate tinh chế đối với người tiểu đường để kiểm soát huyết áp và mức đường huyết ở người tiểu đường. Cách chế biến gạo lứt cho người tiểu đường. Theo hướng dẫn từ các chuyên gia dinh dưỡng, người mắc bệnh tiểu đường nên sử dụng gạo lứt rang để nấu cơm ăn thay cho gạo trắng hoặc để vậy nấu trực tiếp. Cách chế biến để giữ nguyên được các thành phần dinh dưỡng và cũng giúp bữa ăn đỡ ngán hơn
đó là trước khi nấu, bạn nên ngâm gạo ít nhất 8 tiếng để gạo mềm hơn và loại bỏ được các độc tố bên ngoài, lớp vỏ màu nâu. Nếu bạn dùng gạo lứt rang để nấu cơm thì cho gạo vào nồi nấu trực tiếp mà không cần vo để tránh làm mất chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, gạo lứt được nấu ngon khi bạn cân tỷ lệ chuẩn là 1 gạo, 1,5 nước và nấu trong khoảng 1 tiếng với nồi áp suất thì cơm sẽ ngon hơn, kích thích khẩu vị ăn uống của bạn. Từ đó giúp cải thiện được các biến chứng đáng sợ của căn bệnh này. Lưu ý khi ăn gạo lứt chữa bệnh tiểu đường. Gạo lứt thường cứng và nhiều chất xơ hơn gạo thông thường bởi còn nguyên lớp vỏ cám với nhiều chất dinh dưỡng. Nên khi ăn cơm, bạn cần ăn chậm và nhai kỹ để dễ tiêu hóa hơn. Bên cạnh đó, bạn nên ăn cơm gạo lứt cùng thức ăn là thịt cá nạc, muối vừng và rau sạch hoặc uống sữa không đường để bổ sung phần dưỡng chất còn thiếu hụt. Ngoài ra, các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho hay gạo lứt dành cho người tiểu đường là lựa chọn tốt. Song dù sao đây vẫn là thực phẩm cung cấp tinh bột và có thể làm tăng đường huyết nếu ăn quá nhiều. Theo đó, bạn cần chú ý về lượng cơm trong khẩu phần ăn, có thể chia làm những bữa ăn nhỏ trong ngày như ngày 5 lần và mỗi lần nửa bát cơm là tốt nhất. Thưa quý vị, gạo lứt không chỉ là một món không thể thiếu, trong thực đơn ăn kiêng mà còn tốt cho sức khỏe của cả người không ăn kiêng. Lợi ích của gạo lứt có thể giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, ung thư, táo bón hay loãng xương. Như đã chia sẻ ở trên, gạo lứt là một loại ngũ cốc nguyên hạt chưa tinh chế mà chỉ đơn thuần được loại bỏ lớp vỏ ngoài nên giữ được nhiều lợi ích và chứa nhiều dưỡng chất. Đoạn video sau đây, Khỏe đẹp tự nhiên sẽ chia sẻ cho quý vị 6 lợi ích đáng nể của việc ăn gạo lứt mỗi ngày. Mời quý vị cùng theo dõi và bổ sung. 6 lợi ích của gạo lứt có thể bạn chưa biết, ăn sớm để sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày. 1. Lợi ích của gạo lứt đối với tim mạch. Gạo lứt có nhiều lợi ích đối với sức khỏe tim mạch. Cụ thể hơn, chất xơ trong gạo lứt giúp giảm nguy cơ bị tắc nghẽn động mạch. Theo một nghiên cứu năm 2005 trên tạp chí Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy, việc tăng cường chất xơ từ ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt làm giảm nguy cơ mắc xơ vữa động mạch vành ở phụ nữ sau mãn kinh bị bệnh mạch vành. Một nghiên cứu khác năm 2014 trên tạp chí Y tế Dự phòng Quốc tế đã chỉ ra rằng dùng gạo lứt giúp làm giảm các dấu hiệu viêm và các nguy cơ bệnh tim mạch cho phụ nữ bị quá cân, béo phì và có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao. Trong một nghiên cứu trên tạp chí Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng năm 2016, các nhà khoa học đã kết luận ngũ cốc nguyên hạt bao gồm gạo lứt cung cấp các hợp chất phenolic giúp phòng ngừa các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư. 2. Lợi ích của gạo lứt trong phòng ngừa ung thư. Một nghiên cứu trên tạp chí Dịch tễ học ung thư, các dấu chuẩn và phòng ngừa năm 2000 chỉ ra rằng gạo lứt có chứa các hợp chất có đặc tính ngăn ngừa ung thư. Vì vậy, ăn gạo lứt thay cho gạo trắng sẽ giúp ngăn ngừa ung thư tốt hơn. Một nghiên cứu khác năm 2004 được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng cũng chỉ ra rằng ngũ cốc nguyên hạt và rau quả là nguồn thực phẩm quan trọng nhất giúp ngăn ngừa ung thư vú và các loại ung thư phụ thuộc nội tiết tố khác. 3. Lợi ích của gạo lứt đối với cân nặng. Chuyển sang ăn gạo lứt thay gạo trắng còn giúp bạn duy trì trọng lượng cơ thể cân đối. Vì chất xơ trong gạo lứt tạo cảm giác no nên bạn sẽ ít ăn vặt các thực phẩm không lành mạnh hơn. Gạo lứt giúp giảm cân và phát huy quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, gạo lứt có chứa mangan giúp hỗ trợ sự tổng hợp chất béo của cơ thể. Một nghiên cứu trên tạp chí Nghiên cứu Dinh dưỡng năm 2008 cũng công nhận hiệu quả của việc dùng gạo lứt trong việc điều chỉnh cân nặng và cải thiện hoạt tính enzyme oxy hóa ở phụ nữ béo phì. 4. Lợi ích của gạo lứt đối với xương khớp. Gạo lứt chứa nhiều magie, 226g gạo lứt đã đủ cung cấp 21% nhu cầu magie hàng ngày, giúp xương chắc khỏe. Magie là một chất dinh dưỡng vô cùng quan trọng, bên cạnh canxi và vitamin D để giúp xương chắc khỏe. Hơn nữa, magie còn rất cần thiết cho việc chuyển hóa vitamin D thành dạng hoạt hóa để hấp thụ canxi, hỗ trợ sự hình thành xương
và ngăn ngừa tình trạng khử khoáng xương. Việc thiếu hụt magie có liên quan đến tình trạng mật độ xương thấp và có thể gây viêm khớp và loãng xương sau này. 5. Lợi ích của gạo lứt giúp giảm cholesterol xấu. Gạo lứt là nguồn cung cấp các chất xơ hòa tan, giúp giảm hàm lượng cholesterol xấu trong máu. Hơn nữa, tinh dầu trong gạo lứt cũng làm giảm hàm lượng cholesterol xấu. Một nghiên cứu năm 2005 trên tạp chí dinh dưỡng thiết yếu Hoa Kỳ lại chỉ ra rằng dầu cám gạo mới có vai trò làm giảm cholesterol chứ không phải chất xơ. Mặt khác, một nghiên cứu năm 2014 trên tạp chí dinh dưỡng Anh đã chỉ ra khả năng kháng insulin, tổng lượng cholesterol và cholesterol LDL trong cơ thể đều giảm sau khi dùng gạo lứt. Bên cạnh đó, chế độ ăn giàu ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt có thể giúp làm tăng hàm lượng cholesterol có lợi trong cơ thể. 6. Lợi ích của gạo lứt với tóc. Với tóc, bạn có biết gạo lứt rất tốt cho việc duy trì mái tóc khỏe mạnh. Nó chứa vitamin B1, B3, B6, vitamin E, kali và rất nhiều chất xơ. Tất cả đều rất cần thiết cho mái tóc để trở nên óng mượt, mềm mại, ngăn ngừa tóc hư tổn. Gạo lứt chứa lượng protein dồi dào, giúp tăng trưởng tế bào và cung cấp máu cho da đầu, khiến thực phẩm này trở thành một thành phần quan trọng để điều trị tóc hư tổn. Một loại dầu xả tự nhiên, tác dụng của gạo lứt được thể hiện qua hàm lượng chất dinh dưỡng là chất xơ và tinh bột, có thể giúp mái tóc của bạn luôn mềm mượt và sáng bóng. Dùng sau khi gội đầu sẽ rất tốt, trị gầu hiệu quả. Selen trong gạo lứt được biết đến giảm gầu cho tóc hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của tóc khỏe mạnh. Bạn có thể massage tóc và da đầu bằng nước vo gạo lứt 2 lần một tuần. Hoạt động này đảm bảo lưu lượng máu và cung cấp chất dinh dưỡng da đầu của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là video của chúng ta đến đây tạm thời khép lại. Rất mong rằng những thông tin kiến thức mà Khỏe Đẹp Tự Nhiên chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp ích cho quý vị trong cuộc sống, giúp những bệnh nhân tiểu đường kiểm soát tốt căn bệnh của mình, cũng như lựa chọn được những loại thực phẩm tốt nhất cho bản thân. Cảm ơn quý vị đã xem video. Chúc quý vị sức khỏe và luôn ăn vui trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!